Xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube của Thằng Audio. Thằng Audio hôm nay xin phép các bác được test con âm ly Lachman LV117 có giải mã DAC cho bác khách hàng ở trong miền trong ở Bình Dương. Anh ngắm kỹ giúp em con LV117 còn khá là đẹp và rất là mới. Hiện tại thì em đang đấu cầu A và em nghe nhạc cầu CD bình thường. Còn bây giờ em sẽ ấn vào để đây em cắm cổng quang qua con CD thì em sẽ cắm vào cho bác luôn. Đây, digital, bác nhìn chữ digital, em sẽ ấn vào. Khi cổng quang DAC làm việc thì cái đèn xanh, đèn vàng nó sẽ hiện lên như thế này ạ. Còn bây giờ là em nghe đường trên mạng. Đấy. Thì ADC cổng quang không làm việc nữa thì nó sẽ màu như này. Và đây. Đấy. Con Lachman thì rất là khủng long. Con 117 thì tuyệt vời, là hay rồi. Con này sở hữu 300W. Mà bác lưu ý dòng điện là dòng điện 100V ạ. Đây em sẽ quay cho bác thành vách xung quanh để bác ngắm giúp em. Em sẽ đóng hàng bác Bình Dương, em sẽ báo mã vận đơn của Viettel, bác Bình Dương nhận giúp em. Rất là cảm ơn bác Bình Dương đã chọn sản phẩm của Thằng Audio. Cảm ơn bác.